Vâng, thưa quý vị, quý vị thấy là trong mỗi ngày đó, những cái tin tức liên quan đến vấn đề chính trị nó đều có những cái ảnh hưởng từ những nội dung của chính những cái Twitter của Tổng thống Donald Trump, mà đến nỗi mà hiện nay đó, thưa quý vị thường nghe tới một cái cơn bão Twitter của Tổng thống Donald Trump gây ra quá nhiều những sự tranh cãi, chống đối, và lại còn tạo ra một cái sự mất tin tưởng nơi Tổng thống Donald Trump nữa, vì ông thay đổi như là một con thoi vậy đó. Thì thưa quý vị, Lê Ngọc xin chia sẻ cho quý vị những gì mà Tổng thống Donald Trump ông nói đến. Tại sao, cái nguyên nhân tại sao ông lại dùng Twitter, ông lại dùng những cái trang mạng xã hội nhiều như vậy? Thì trả lời phỏng vấn với lại đài C-SPAN, với cái người dẫn chương trình đó là Steve Scully, thưa quý vị, thì Tổng thống Donald Trump đã lên tiếng lý giải tại sao ông yêu thích sử dụng Twitter. Thì ông nói rằng khi mà ông dùng Twitter, cái nền tảng này đã cho phép ông chống lại những bài báo, những tin tức mà ông cho rằng rất là bất công với lại chính ông. Và ông nói là ông sẽ không phải dùng đến Twitter để mà đăng tải hàng loạt những cái thông điệp mỗi ngày nếu như mà báo chí công bằng đối với lại chính ông. Thì khi mà quý vị nghe như vậy, quý vị, mỗi người chúng ta đã, chính quý vị thính giả cũng có những cái suy ngẫm để biết xem những cái lời lý giải của Tổng thống Donald Trump có gì đúng và có gì sai. Thì khi được hỏi về những cái ảnh hưởng của những dòng Twitter gây ra cái sự tranh cãi với cái nền chính trị của nước Mỹ, tạo ra quá nhiều những sự chia rẽ, thì Tổng thống đã lên tiếng và cho rằng đó chính là cái cách để mà ông chống lại truyền thông tin giả, fake news. Và ông còn nói thêm là nếu mà tôi đã được báo chí đưa tin một cách công bằng, thì tôi đã không phải dùng đến Twitter, và Twitter chính là biện pháp tự vệ duy nhất của chính tôi. Nếu tin tức về tôi được không đưa ra mà không thiên vị, thì tôi sẽ không cần trang mạng xã hội. Nhưng giới truyền thông đã đối xử rất là bất công đối với lại ông. Điều này luật sư Duyên nghĩ như thế nào? Luật sư Duyên có bất công đối với lại Tổng thống Donald Trump hay không? Đó là cái vấn đề đó. Nếu mà người ta nói lên sự thật thì cái điều đó không phải bất công. Yes, tôi biết là những người cuồng Trump rất là không đồng ý với tôi, nhưng mà chưa có ai nói với tôi cái câu là ông Duyên nói không đúng sự thật hết đó. Quý thính giả nghe, theo dõi anh em chúng tôi gần 2 năm nay rồi, có bao giờ tôi nói một cái câu nào về Donald Trump mà thực sự Donald Trump không làm không? Toàn là tôi tường thuật lại những điều Donald Trump làm. Tôi phân tích những cái điều mà Putin nói cái gì, và tôi tin rằng cái chuyện đó Putin ảnh hưởng thì nó xảy ra y hệt như những cái gì chúng tôi, anh em chúng tôi nói. Tôi hay đùa, tôi nói tại sao mà tôi nói tầm bậy tầm bạ, mà tại sao trúng tùm lum tà la như vậy? Như vậy thì có bất công không? Khi mà Tổng thống nói là mặt trăng là một phần của hỏa tinh, câu đó là Trump nói hay là Duyên nói? Rồi khi mà Trump nói rằng là you know what, cái đảo Puerto Rico đó nó nằm chung quanh, nó không ai biết đâu, chỉ nước biển thôi đó. Câu đó là tôi nói hay là Trump nói? Khi mà Trump gọi là cái nước Wales của nước của anh là cái nước cá voi đó, là chữ Wales đó, Trump nói hay là tôi nói? Cái trường đại học Trump đó là Trump nói hay là tôi nói? Cái chuyện mà Trump đi đâu Trump cũng nói là Trump muốn ngủ với con gái của mình, đó là Trump nói hay là tôi nói? Những cái chính sách ngoại giao giữa Trump với lại Bắc Hàn, với lại Iran, với lại NATO, tất cả những cái điều đó là có phải tôi dựng lên đâu? Cái chuyện đó là ở đâu cũng có đó. Nhưng mà hễ mà mỗi lần mà mình trình bày sự thật thì nói là ô thiên vị. Đối với Trump đó, cái chữ công bằng nó có nghĩa là gì? Có nghĩa là Trump nói xạo mà thì bộ hạ của Trump nó phải chữa, phải sửa chữa, phải nói láo theo Trump, thì cả đối với Trump cái chữ đó nó có nghĩa là công bằng. Cái đám đông mà đi ra dự cái lễ đăng quang của tôi là nhiều nhất từ hồi đó tới bây giờ. Cái câu đó là cái câu sự thật hay là câu nói láo? Mà nếu mà người ta tường thuật lại, người ta nói đây là hai cái đám đông nè, thì lại nói cái đó là fake news. Trong khi Sean Spicer thì chạy lại nói rằng không, Tổng thống nói đúng, cái đám đông của Tổng thống là đông nhất, period đó. Rồi Tổng thống nói rằng là ô nước Mỹ sẽ trả tiền cho cái bức tường. Tới giờ phút này mình phải lấy 2 tỷ rưỡi tiền của Bộ Quốc phòng để mà mình xây tường. Có đồng xu nào của Mỹ không? Mà hỏi Tổng thống thì Tổng thống lại nói ngược lại. Tôi nói là Mỹ trả hồi nào? Ngay cả 2 cent cũng không có nữa.
những cái câu đó là Nguyễn Hoàng Duyên nói hay là Donald Trump nói? Thì thành ra nói rằng là ông Duyên có bất công hay không? Yes, ông Duyên nói sự thực là bởi vì cái bổn phận của ông Duyên có cái bổn phận là nói với cái thính giả của mình. Quý thính giả nghe nghe tôi bao 2 năm rưỡi nay đó, mỗi một lần mà tôi nói về tới với thính giả của chúng tôi nói tới dân tộc tôi nói để mà cùng nhau chúng ta nắm tay nhau, chúng ta nâng cái hiểu của chúng ta lên đó, nâng dân trí đó. Giọng tôi nó rất là lịch sự, nó rất là soft. Còn khi mà tôi nói tới một cái tên này đó, đến mức độ mà một tờ báo của Mỹ mà Baltimore Sun đó, mà nó nói rằng là đây là con chuột cống trong nhà trắng đó, Red đó, thì cái đó không phải là fake news, cái đó không phải là bất công. Cái đó là chúng tôi nói sự thực. Và cái sự thực đó đó, every American, mỗi một người Mỹ đó, chúng ta cần phải biết. Là bởi vì tôi càng ở Mỹ này mấy chục năm rồi, tôi mới nói rằng là cái người Mỹ mà đến đây đó, 5.500 mấy trong thế kỷ thứ 16 đó, họ đến đây và những cái đợt mà chúng ta đến sau này đó, bây giờ nhìn kỹ lại đó, chúng ta bằng nhau hết đó, chúng ta đều là American. Nói như Tổng thống Reagan đó, là qua đây ở mà 20-30 năm đó là we become American rồi. Tôi không có thua gì ông nội của Donald Trump hết đó. Ông nội nội Donald Trump với tôi giống nhau mà, cũng là những cái người gọi là đến đây bất hợp pháp vì một cái chuyện gì đó, rồi từ từ xin tị nạn rồi ở lại đó. Cho nên những điều tôi nói đó, tôi có cái bổn phận đối với những cái người Mỹ mà bạn tôi Mỹ, không phải là Việt Nam cũng vậy, còn nhất là đối với cộng đồng Việt Nam của chúng ta đó, tôi có một cái bổn phận là tôi nói, mà nếu mà bị chửi nói rằng là điên cuồng chống Trump rồi không công bằng vậy đó, thì tôi đều nhận cái điều đó với một cái điều rất là hãnh diện. Khi mà nói rằng là ông Duyên này, ông không công bằng, ông dám nói lên một cái sự thực về đại tổng thống của chúng tôi. Đó là cái chữ công bằng, hiểu theo cái nghĩa tôi đó, nó khác với cái công bằng theo cái góc nhìn của Trump cuồng. Trở lại với Lê Ngọc. Vâng, thưa quý vị, giới báo chí cũng đưa ra cho rằng là trong rất nhiều trường hợp thì Tổng thống Donald Trump là tổng thống phớt lờ, hoặc là thậm chí còn nói mạnh miệng hơn nữa, phớt lờ đi những câu hỏi từ những hãng tin hoặc là những báo chí mà ông cho là có cái quan điểm chống thù địch với ông, hay là đưa tin giả theo cái lời của Tổng thống Donald Trump thôi. Vì những cái ý kiến mà chỉ trích cáo buộc cho rằng Tổng thống Donald Trump không muốn minh bạch những cái câu trả lời khi mà họ hỏi đó, thưa quý vị, nên ông luôn hình thành và nói ra để tạo như là có một cái tư tưởng để mà cho người ta chống lại báo chí. Quý vị còn nhớ là hồi đầu năm ngoái thì Tổng thống Donald Trump, ông nói, ông công bố một cái danh sách của những cái hãng tin mà đạt được cái giải tin giả do chính Tổng thống Donald Trump lựa chọn. Thì quý vị cũng đã nghe rồi, trong đó là CNN, New York Times, Washington Post, Time và Newsweek. Những báo chí nào mà đưa những cái tin để mà cho chúng ta thấy được đâu là sự thật. Vì chính chúng ta, quý vị cũng đã theo dõi rồi, những gì mà Tổng thống Donald Trump ông mạnh miệng, ông trả lời no, không có, thì những cái phát, những cái sự kiện đưa ra thì chúng ta đều thấy là Tổng thống phải nói một cái điều là Tổng thống nói dối, trả lời dối chúng ta nữa, thưa quý vị. Qua cái sự kiện này, thưa với lại luật sư Duyên, khi mà chúng ta nói đến những cái lời Twitter, những cái này nọ, và dù rằng ngay cả Fox News không có trong cái danh sách mà Tổng thống Donald Trump đã lựa chọn, đã cho rằng đưa tin giả, thì có một cái sự kiện mà của bà Marianne Ann Marsh, là một người phân tích về chính trị của chính đài Fox News, là một cái đài mà quý vị biết là Tổng thống nói là luôn ủng hộ Tổng thống, đưa lên những cái lời, những cái tốt cho Tổng thống. Thì bà Marianne Ann Marsh này mới đây thôi, thưa quý vị, trong ngày hôm thứ hai, thì bà đưa ra một cái quan ngại về một cái sự kiện mà bà cho rằng là Tổng thống Donald Trump hình như là ông muốn củng cố cái quyền kiểm soát của chính ông đối với lại cộng đồng tình báo của nước Mỹ. Khi mà quý vị biết, trong khi mà chúng tôi tường trình đến cho quý vị về ông giám đốc tình báo quốc gia, ông Dan Coats đã từ chức, thì Tổng thống Donald Trump, ông đã muốn đề cử đến ông John Ratcliffe.
Thì bà này bà nói đây là một cái việc để mà bảo vệ cho chính Tổng thống hơn là cho nước Mỹ. Điều này luật sư Duyên có một cái nhận định phân tích như thế nào thưa luật sư Duyên qua cái lời của bà Marian Anne Marsh của đài Fox News? Mặc dù là bà chỉ đưa ra một cái hình ảnh mình nghe thoáng, mình nghe ngắn thôi, nhưng mà nó serious, nó nghiêm trọng đến mức độ mà anh Duyên phải giật mình đó. Là tại vì giật mình mà mình mới Google lại để mình coi có tại sao một cái tên mà nó như là Hitler mà lại có thể có bao nhiêu cái power để mà lên mà cầm quyền để rồi làm ra một cái thảm họa cho nhân loại như thế đó. Thì đọc lại chút để mình hiểu một chút xíu, mình đối chiếu mà mời quý tín giả cho chút xíu. Là Adolf Hitler đó, thứ nhất là hồi còn trẻ 19 tuổi đó, là một cái tay mà ông ta muốn trở thành họa sĩ. Tôi mỗi một lần hồi xưa tôi nhớ còn nhỏ đó mà đọc mấy cái bản dịch của Việt Nam đó, thì cái chữ painter đó mình nói là ổng muốn làm cái nghề thợ sơn, tại vì mình dịch dở quá mình không hiểu mình nói như vậy thôi. Cái chữ painter đó không phải là thợ sơn, tức là hồi còn trẻ thì Hitler là một cái người rất là, mình tiếng chữ Mỹ nó gọi là loner đó, một cái người đơn độc giống như một con sói cô độc đó. Thì cái giấc mơ của mình là muốn trở thành họa sĩ, nhưng mà không có tài về cái ngành họa mà, cho nên 19 tuổi là nhào vô tham vô đi ra mặt trận rồi. Thì đi ra mặt trận ở trong cái thế chiến thứ nhất đó, thì mặc dù là sinh ra bên Áo là người Áo nhưng mà lại tham gia với cái quân đội Đức trong cái thế chiến thứ nhất đó. Mà lúc đó người ta giao cho cái cậu 19 tuổi này cái chức là giao liên đó. Tức là mình biết giao liên có nghĩa là chạy chạy vặt cho giữa các đơn vị với nhau. Thì theo cái bình luận nó nói là ngày xưa đó, nếu mà cái ông lãnh đạo nào mà ông có nghĩa là ông thấy những cái trách nhiệm mà nguy hiểm đó, ông thì ông giao cho những cái người mà không có ưa đó, mà họ không ưa đó. Thì thật sự ra là người ta nói là làm giao liên trong trong những cái trận thế chiến ngày xưa đó, đi qua lại mà liên lạc đó, thì cái mạng sống gần như là chết mà. Thì chính Hitler cũng đã bị thương, nhưng mà cái ông trời ông khiến đi vào nhà thương nằm, thì những cái người bị thương nhẹ hơn Hitler đó bị nhiễm trùng rồi từ từ chết hết, mà Hitler lại vượt qua được cái lần đó và sống. Chúng ta nhớ là cái penicillin, cái thuốc mà trụ sinh của chúng ta đó, hồi thế chiến thứ nhất chưa có, mãi thế chiến thứ hai thì mới khám phá ra được cái penicillin. Và chính nhờ cái penicillin đó mà quân đội đồng minh nó là lấn được nước Đức đó, chứ còn bên Đức thì họ chưa, lúc đó binh sĩ của Đức mà bị bệnh là bị thương là nhiễm trùng là chết thôi, chứ còn cứu không có được. Trong khi đó thế chiến thứ hai phía đồng minh mình có penicillin. Vậy thì vào cái thời của thế chiến thứ nhất đó, phải mà bị bệnh đó là nếu cơ thể kháng cự được thì sống, mà không kháng cự được thì chết thôi. Thì đó, Hitler đã trải qua những cái điều đó. Rồi khi mà Đức bại trận đó, cái hòa ước Versailles ở Pháp đó, nó đưa ra, nó ràng buộc nước Đức rất là nhiều, làm cho nước Đức gần như là vừa trả nợ chiến tranh rồi hỗn loạn kinh tế này đó. Thì nó xảy ra hai cái điều trái ngược với nhau. Là thứ nhất là dân Đức họ bắt đầu họ phẫn nộ, nhưng mà những người khoa học gia của Đức và nền kinh tế kỹ nghệ của Đức nó là lại đi lên, sức mạnh của họ tăng lên, mà sự nó kèm theo cái sự phẫn nộ mà họ bị ràng buộc bởi cái hòa ước Versailles đó. Cho nên lúc đó đó, cái da trắng cực đoan của Đức nó là gần như là cái chủ nghĩa đó, là nó dẫy, nó đầy ra hết. Mà thì có rất là nhiều đảng phái nhỏ, trong đó có một cái đảng của Hitler đó cũng chủ trương như thế. Nhưng mà khi Hitler, nghĩa là người ta muốn là, thứ nhất là đảo chánh mà, thì tôi nói chính trị thì nó dài quá, thành ra chỉ nói ngắn gom lại. Nói tóm lại là cái phong trào mà người Đức họ không có chịu nhục nữa, kèm theo là tự nhiên cái thời đó nước Đức rộ ra quá nhiều nhà khoa học, mà những nhà khoa học thứ dữ không à. Nguyên tử có rồi,
hỏa tiễn có vân vân, rồi những súng đạn của làm xe tăng, súng đạn của Đức làm mạnh hết đó. Nó lúc đó đó thì là bỗng nhiên là người ta coi rất là coi thường Hitler, đến thậm chí mà không ai nghĩ là Hitler có thể lên cầm quyền nữa hết á. Vậy mà từ một cái đảng nhỏ, sau đó là gia nhập cái đảng Nazi, là cái đảng xã hội, cái đảng Nazi thật sự nó có cái tên là đảng xã hội chủ nghĩa đó, xã hội chủ nghĩa nhân dân. Thì cái đảng Nazi đó nó họ mới lần từ từ mà họ mới đưa lên, và họ mới chiếm được những cái nhiều cái ghế, nhiều ghế một chút xíu, nhưng mà vẫn chưa là đa số. Nhưng mà chỉ vì cái cách nói chuyện của Hitler đó là nói chuyện càng không có nói gì nữa, tức là nó là sẽ phá bỏ cái hòa ước Versailles, đưa cái người mà Đức lên là trùm thế giới này nọ vân vân, nó lại thỏa mãn cái lòng người, nó thỏa mãn cái lòng dân mà. Cho nên cuối cùng mặc dù là Hitler không có được đa số phiếu, nhưng mà tới chừng mà ông tổng thống Hindenburg lúc đó đó mà để bổ nhiệm một cái người chancellor giống như là thủ tướng đó, thì bổ nhiệm Hitler. Nhưng mà khi bổ nhiệm Hitler rồi đó, một người không có làm được cái chuyện đó đâu. Thật sự chung quanh Hitler đó là những cái tay mà Đức mà cũng cực đoan đó, trong đó có Goebbels này nọ kia, họ từ từ họ triệt bớt cái quyền lực của quốc hội, rồi họ ra những cái luật như là khiến cho Hitler có toàn quyền muốn làm gì thì làm, dẹp quốc hội qua một bên, và lúc đó cái nền độc tài của Hitler ra đời. Thì chúng ta chứng kiến về sau đó thì mình biết rồi. Thì sở dĩ mà tôi nói cái lời của cái bà Marianne Marsh này đó, nó mình phải take nó serious hơn đó, là chỉ vì như thế nào? Chúng ta đang chứng kiến cái bản hiến pháp của chúng ta và nền dân chủ của chúng ta đang bị soi mòn, đang bị phá hoại bởi những con chuột, những con rats đó. Thoạt đầu là Donald Trump lên làm tổng thống y hệt như Hitler vậy đó. Hitler từng nói với báo chí mà 15 năm trước không ai nghĩ tôi, người ta cười nhạo tôi, người ta nghĩ tôi không không cầm quyền. Còn ngay bây giờ mà tôi nói tôi sẽ ở lại trong quyền lực và tôi có nhiều quyền hơn đó, người ta cũng cười ngạo tôi một cách ngu dốt là người ta cười tôi. Bây giờ mình chứng kiến cái cảnh mà Donald Trump mà lên làm tổng thống nè. Lúc Donald Trump ra đã nguyên một nhóm 16 người chúng ta cười nhạo Donald Trump, một cái thằng ăn nói thì tầm bậy tầm bạ, nói một cách ngu đần ngu dốt như thế, mà cái tác phong đạo đức là một cái thằng vô đạo đức nữa, thì làm sao mà thắng được cái vòng mà sơ bộ. Vòng sơ bộ Donald Trump loại hết 15 người kia để mà lên. Tới chừng qua vòng sơ bộ rồi đối đầu với Hillary, người ta lại nói rằng là Hillary sẽ thắng chắc nữa. Nhiều người không đi bầu cũng chỉ vì chắc chắn là Hillary thắng. Thì chúng ta thấy là Donald Trump lên. Rồi Donald Trump lên trong vòng 2 năm rưỡi nay, ăn nói thì cà chớn mà đi đối với là thế giới là mình thấy quá rõ rồi. Mình tiếp tục mình cười. Nhưng mà trong khi đó thì về cái nội bộ chúng ta thấy nè, là tất cả những cái người mà làm việc cho nước Mỹ, những người bảo vệ nước Mỹ, những người làm ngành tình báo, ngoại giao, quân sự, quốc phòng, từ từ những cái người xứng đáng ra đi hết. Donald Trump làm càng chắc không có coi cái bản hiến pháp ra gì hết, coi quốc hội chả ra gì hết á. Như vậy mà cái đám Cộng hòa mà điên cuồng ngu ngốc bây giờ nè, nó cũng tiếp tục nó đứng đằng sau lưng Donald Trump. Rồi bây giờ mình thấy ông Bộ trưởng Quốc phòng cũng ra đi, ông Bộ trưởng ông Giám đốc Tình báo cũng ra đi. Rồi cứ bổ nhiệm những cái người của Donald Trump. Mà chúng ta nhìn lại cái background của những cái người mà được bổ nhiệm đó, là chỉ vì họ nịnh Trump một cách điên cuồng thôi, chứ còn họ không có nghĩ gì tới nước Mỹ đó. Họ lo họ bảo vệ Trump. Cho nên khi mà bà Marianne Marsh này bà nói đó, là chúng ta đang nhìn thấy một cái cảnh là những cái người được bổ nhiệm đó, họ nhằm họ bảo vệ Donald Trump chứ không phải là bảo vệ America, thì chúng ta mới thấy rằng là cái nguy hiểm nó nằm ở chỗ đó. Là nếu mà bây giờ Trump cứ bổ nhiệm những cái người mà chỉ biết nịnh nọt nói với mình một chiều thôi, thì cái nền dân chủ Mỹ sẽ bị khuất nhượng về cái độc tài của Donald Trump. Mà trong lúc đó Donald Trump lại khuất nhượng với cái thế lực ngoại bang là nước Nga, là của Putin, thì mình thấy cái nguy hiểm nó đến tới mức chừng nào. Thành ra tôi muốn chia sẻ những cái thông tin như vậy
để mà quý thính giả rảnh mà Google nhìn lại cái cách mà vì sao một cái tên điên cuồng, một cái tên chạy giao liên thôi mà nó là nó nắm cái quyền hành để mà nó làm nên cái thảm họa bên Đức đó, thì y hệt như vậy. Chúng ta nếu mà chúng ta đùa, chúng ta không take nó serious, mà chúng ta mà không có lên tiếng đó, thì sẽ tới một cái lúc nào đó cái nền dân chủ này sẽ lọt vô tay một cái đám mà gọi là nịnh bợ chung quanh Donald Trump, và sau đó có nghĩa là chúng ta lọt vào tay của nước Nga, lọt vào tay của Vladimir Putin. Và tôi nói như thế, quý thính giả cứ theo dõi. Mà những người nào nói rằng là ông Duyên này ông điên cuồng, ông chống Trump thì mấy ông nói đó, thì quý thính giả hiểu là tại sao tôi điên cuồng. Và riêng tôi thì tôi thấy là yes, tôi là một cái người rất là, nghĩa là đầy nhiệt tâm hết đó. Còn hỏi tôi có điên hay không, hay là tôi có cuồng hay không đó, thì quý thính giả cứ nhận xét qua những cái gì mà tôi chia sẻ trong vòng, nghĩa là gần 2 năm nay đó, thì để hiểu rằng là tất cả những điều gì tôi nói, Lệ Ngọc và tụi tôi rất là kỹ lưỡng trong cái việc mà đưa từ lịch sử, rồi đưa từ tất cả những cái tình hình thế giới. Chúng tôi không có nói càn, chúng tôi không có nói rằng là you know what, Donald Trump là do Chúa tạo ra, mà tự nhiên Chúa tạo ra người này xuống cứu nước Mỹ, hỏi cứu hồi nào, cứu cái gì, thì set the fox up cũng không biết đâu mà nói nữa. Thành ra mỗi một lần mà tôi nghe, tôi đọc những cái headline của cái đám cuồng đó, thì tôi cũng nói là đó, cái dân trí Việt Nam mình đó, mà nó cứ như thế đó, mà cứ đòi mở miệng ra là đòi sánh vai với thế giới, làm sao mà sánh vai với thế giới. Riêng gia đình NVR chúng ta có một cái góc nhìn khác, mà cái góc nhìn này nó rất là khoa học, nó rất là lịch sử. Nhìn để mà hiểu, để mà khi mà chúng ta sử dụng cái lá phiếu 2020 đó, chúng ta tránh cái chuyện là lại một lần nữa kéo dài một cái thứ như là Donald Trump, hoặc là một cái thứ như là Hitler ở trong cái chính quyền của chúng ta trở lại với Lê Ngọc. Dạ vâng, chúng ta hãy chờ xem coi Quốc hội hay là thật sự Tổng thống Donald Trump ông có đề cử ông John Ratcliffe và Quốc hội có chuẩn thuận hay không. Nhưng mà thưa quý vị, qua nếu mà quý vị theo dõi tin tức của Fox News nhiều đi, thì quý vị sẽ thấy trong ngày thứ hai, cái bà phân tích về chính trị của đài Fox, Marian Ed Marsh mà Lê Ngọc đã nói đến đó, thưa quý vị, thì bà này đã đưa ra một cái quan ngại trong một cái đoạn tin của Fox News trong ngày thứ hai. Thì bà nói chính cái việc mà nếu thật sự có thêm John Ratcliffe, thì cái sự khẳng định và phân tích bình luận của bà này đó đã cho rằng là Tổng thống Donald Trump bây giờ có thể khóa chặt cái cộng đồng tình báo cho mục đích của chính ông, không phải là mục đích của vấn đề an ninh quốc gia. Thì cái điều đó cũng là một cái điều rất rất là quan ngại, thưa quý vị. Và bên cạnh đó, thưa với luật sư Duyên, trong khi mà chúng ta biết là cái cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 vẫn còn hơn một năm nữa, thì hiện nay ở tại Hạ viện có một số dân biểu Cộng hòa thì họ sẽ bị mất ít nhất, họ nói đến con số là 11 dân biểu Cộng hòa. Vì chỉ còn tính theo cái tháng cho nhiệm kỳ hiện nay của những dân biểu này là những dân biểu Cộng hòa, thì họ đã lên tiếng, họ tuyên bố là họ sẽ không tái tranh cử nữa. Trong ngày đầu tuần thì những dân biểu bên Cộng hòa mà họ lên tiếng, trong đó có dân biểu Rob Bishop của tiểu bang Utah, trở thành thành viên của bên Cộng hòa sau cùng của Hạ viện, cũng tuyên bố không ra tranh cử vào năm 2020. Rồi trong đó có dân biểu mà năm nhiệm kỳ, đó là bà Martha Roby của tiểu bang Alabama, dân biểu mà đã có 6 nhiệm kỳ rồi của Texas, đó là Pete Olson, và dân biểu 2 nhiệm kỳ của Michigan, đó là ông Paul Mitchell. Thì hiện có tất cả 8 nhà lập pháp bên đảng Cộng hòa, họ sẽ thôi việc vào năm 2020. Trong đó cũng có dân biểu Susan Brooks của Indiana, dân biểu Rob Woodall của Georgia, dân biểu Tom Marino cũng đã công bố vào hồi tháng 1 của năm nay, chỉ có 2 tuần sau khi mà ông nhậm chức thôi mà quý vị. Và sau đó thì dân biểu Tom Marino đã được thay thế bởi một dân biểu bên đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử đặc biệt, đó là dân biểu Fred Keller. Và cũng có những dân biểu bên đảng Cộng hòa tại Hạ viện đang tìm những cái chức vị khác, trong đó có dân biểu Bradley Byrne của Alabama. Thì dân biểu này cũng đang có kế hoạch để mà ra tranh cử thượng viện. Rồi dân biểu Greg Gianforte của Montana.
Thì nếu mà thực sự như vậy đó, thưa với lại luật sư Duyên, trong sang năm đó cái cuộc bầu cử nó sẽ rất là sôi nổi thưa quý vị, vì có rất nhiều dân biểu Cộng Hòa họ sẽ không còn tại chức nữa. Thì qua cái sự kiện này, luật sư Duyên có một cái nhận định ở cái thời điểm hiện nay đi, đối với cái nền chính trị của nước Mỹ mà chúng ta thấy có quá nhiều những sự chia rẽ, và đặc biệt là với những cái nội dung của Tổng thống Donald Trump khi mà ông nói đến mà đã bị chỉ trích là cho rằng là chính ông, chính người lãnh đạo của nước Mỹ lại đi kích động cái tinh thần phân biệt chủng tộc để mà chúng ta thấy xảy ra cái cuộc xả súng mà Lê Ngọc cũng với luật sư Duyên cũng đã gửi đến cho quý vị trong ngày thứ hai khi mà vào buổi chiều tối Chủ nhật đã xảy ra ở tại Festival Garlic, là một cái lễ hội về vấn đề tỏi, một cái lễ hội mà đã thu hút cả hàng trăm ngàn người tới. Và cái người sát thủ đã cho biết là tên này là một tên thượng tôn về vấn đề da trắng, thưa luật sư Duyên. Nhất cái sự ra đi của những cái người mà ở dân biểu Hạ viện mà Lệ Ngọc mới vừa nói đó, cái mình phải hiểu một chút xíu về những cái người làm chính trị mà trong cái hệ thống chính trị của Mỹ đó, là bởi vì hệ thống chính trị của Mỹ là hệ thống lưỡng đảng. Thành ra nếu mà giả sử mà mình mà được cái đảng của mình mà đề cử đó, thì tất cả tiền bạc, bởi vì thí dụ như đảng Dân Chủ hay là đảng Cộng Hòa họ muốn giành cái ghế đó, đó thì họ sẵn sàng họ đổ tiền vào để mà cho mình tranh cử. Mà nếu không có sự ủng hộ của đảng mà mình gọi là móc tiền túi ra đó, cái chuyện đó chỉ có những mấy ông tỷ phú mới làm được thôi. Thành ra nếu mà những người mà đã chọn cái chính trị làm cái nghề suốt đời của mình đó, đôi khi họ bị kẹt. Chúng ta nhìn qua cái cộng đồng Việt Nam á, chúng ta thấy là những cái người mà đi được một thời làm nghị viên hay cái gì đó ở địa phương đó, mà tới chừng mà không mất job rồi đó, thì họ, tức là mình làm chính trị, mình ở trong quốc hội hay là mình ở trong cái nghị viên trong vòng 4 năm mà mình không có làm gì cả, tới chừng mình đi ra rồi đó thì mình bị hơi bị hụt hẫng con cái là trở lại cái nghề của mình. Nếu mà mình làm luật sư, mình trở nghề làm luật sư hay là bác sĩ này vân vân đó, nó bị một cái khoảng trống, nó khó, cho nên gần như là người ta bị gắn vào cái đảng của người ta. Chỉ có khi nào mà kẹt lắm thì người ta mới bỏ đi. Bây giờ chúng ta nhìn thấy chẳng hạn như Paul Ryan là cái ông chủ tịch Hạ viện trước năm 2018, ông là chủ tịch Hạ viện, mà khi ông thấy là Donald Trump gọi là đến một cái mức độ mà tồi tệ như vậy đó, nhưng mà ông biết là nếu ông lên tiếng ông chống Donald Trump thì ông sẽ mất job, mà mất job là thực sự là khó khăn đó. Nhưng mà những người như Paul Ryan thì thực sự họ cũng đã có cả trăm triệu ở trong tay của họ rồi, thành ra cái chuyện đó nó không quan trọng, cho nên họ mạnh dạn lắm. Họ nói là không, bây giờ tôi không có muốn dính với lại Donald Trump này nữa, nhưng mà mở miệng chống thì tôi không muốn chống, không dám chống, là tại vì chống thì coi như là họ bị cô lập luôn mà. Cho nên Paul Ryan từ chức thì chúng ta thấy rồi, thì cái sự từ chức nghĩa là không có tái tranh cử trở lại đó của Paul Ryan đó, nó là cái hiện tượng mà nó cũng giống như những cái vị dân biểu mà Lệ Ngọc mới vừa thấy đó, tức là họ không ra tranh cử nữa. Những ông nghị sĩ cũng vậy, là thay vì họ ngon lành họ đứng lên họ nói rõ như vậy thì họ không dám nói, thì họ âm thầm họ từ chức thôi. Thỉnh thoảng mình có một cái hiện tượng giống như là có một cái ông dân biểu, hôm nay nói chuyện thì nhưng quên tên ông, ông dân biểu Cộng Hòa duy nhất, ông lên ông nói thẳng về Donald Trump, rồi ông nói sau khi ông nói xong ông không có là một cái người Cộng Hòa nữa, ông trở thành independent, ông bỏ đảng, ông đi luôn, đại khái nó như thế. Thì có những người ở trong cái vị thế mà họ nói thẳng được, có những người cũng vì lý do chính trị âm thầm nói là tôi không có tranh cử nữa. Cho nên vào cái năm 2020, nếu mà những cái gì mà xảy ra trong năm 2018 mà mình thấy đó, mà nó vẫn tiếp tục ở cái hướng đó đó, mình sẽ thấy là bên phía cái Hạ viện sẽ vẫn nằm ở trong tay của Dân Chủ, là bởi vì bên phía Cộng Hòa họ buông xuôi, hoặc là họ chán nản, hoặc là họ âm thầm họ rời đi. Đó là Hạ viện. Thượng viện, chúng ta nên nhớ là năm 2018 đó, chứ nếu mà mình học thi quốc tịch mình biết đó, cứ mỗi một hai năm đó thì Thượng viện bầu lại 1/3, mà hãy được bầu đó thì mình có cái nhiệm kỳ tới 6 năm, mà cứ hai năm họ bầu 1/3,
Thì cái 1 phần 3 vừa rồi năm 2018 đó, một tất cái là gần như là 80-90% những người mà phải tranh cử lại trong cái năm 2018 đó, thì đa số lại là cái những cái người dân chủ không à. Thành ra do vì chính là những người dân chủ phải ra tranh cử trở lại đó, cho nên lại có cái sự chọn lựa. Chính vì như vậy mà trong cái số người mà mấy chục người ra đó, dân chủ bị mất một hai ghế, cho nên ngay bây giờ đó là thượng viện đó là 52 với 48, chỉ vì như vậy. Nhưng mà bây giờ tới năm 2020 nè, thì ngược lại cái số mà phải ra mà tranh cử trở lại đó toàn là dân là đảng Cộng hòa không à. Cho nên bây giờ nếu mà dân chủ họ chỉ cần trong cái số mà đa số mà phải tranh lại đó, dân chủ họ chỉ cần lấn lại một vài ghế đó, thì là dân chủ sẽ nắm luôn cái hạ viện. Mà chúng ta nên nhớ là từ hổm rày mình nghe những cái tay mà nghị sĩ mà gọi là cuồng Trump, trong đó có cái ông Moscow Mitch ấy, cái đó là tôi gọi là già giang Mitch McConnell, mà bà vợ là giám đốc của bà vợ là bộ trưởng bộ bộ giờ giao thông của Trump đó, là bà người người Tàu đó. Thì đây là những cái hình ảnh như vậy đó. Bây giờ Mitch McConnell sợ lắm, là tại vì người ta cứ chụp mà cho mình là Moscow Mitch, có nghĩa là Mitch mà gọi là luồn cuối với Nga đó. Một bên vợ mình là Tàu, biết là mình làm ăn với Tàu rồi, luồn cuối với Tàu, bây giờ luồn cuối với Nga nữa thì có thể sẽ bị mất ghế. Chính vì như vậy mà họ rất là lo sợ trong cái cuộc bầu cử 2020, là ngay cả cái thượng viện cũng sẽ lọt vào tay dân chủ nữa. Còn cái chuyện mà tổng thống thì mình sẽ xem coi coi vài tháng nữa nó biến đổi ra như thế nào. Nhưng mà chỉ cần thượng viện với hạ viện không đó, là ngay cả nếu mà tổng thống Trump mà có tiếp tục làm tổng thống đi nữa, mà không có được một cái nhóm mà nó quỳ lụy mình, nó hùa đó, thì là cũng mất quyền nhiều lắm. Cho nên vậy thì trở lại, tất cả những cái dự đoán về những cái cuộc bầu cử vào năm 2020 này, mình sẽ thấy cái thay đổi ở thượng viện, ở hạ viện, mà nó do chính cái hiện tượng đó đó. Cái hiện tượng là người ta chống Trump, nhưng mà vì cái hoàn cảnh riêng của người ta không dám lên tiếng nói, người ta âm thầm, người ta không tái tranh cử. Tới 2020 chúng ta sẽ thấy cái bộ mặt chính trị nó chắc chắn nó sẽ khác. Trở lại với đây không? Trong ngày hôm qua, thưa quý vị, đây là một cái sự kiện mà xảy ra ở ngay tại tiểu bang Virginia, mà Lê Ngọc xin gửi đến cho quý vị. Thì trong ngày hôm qua, ngày 30 tháng 7, Tổng thống Donald Trump, thưa với luật sư Duyên, ông đã có một cái bài phát biểu tại Jamestown của tiểu bang Virginia để kỷ niệm 400 năm nền dân chủ của nước Mỹ. Thì sự kiện gì đã xảy ra ở trong cái buổi lễ này? Vì trước khi mà đi lên đường để đi tới Jamestown của Virginia dự lễ kỷ niệm 400 năm, Tổng thống Donald Trump thì ông lại nhắc lại, ông tuyên bố là những nhân cử da đen mưu định tẩy chay ông tại sự kiện ngay tại Jamestown, Virginia này. Thì những người này đó là những người chống lại chính người dân của mình. Và Tổng thống Donald Trump ông đã tự nhận là những người da đen yêu thích những công việc mà Tổng thống đang làm, hài lòng với lời phát biểu của ông về một quận của thành phố Baltimore có đa số dân là người da đen. Mà quý vị cũng đã nghe luật sư Duyên, Lệ Ngọc và nhà báo Đào Trường Phúc tường trình đến cho quý vị những cái nội dung Twitter của Tổng thống Donald Trump. Qua cái sự kiện này, thưa quý vị, thì chuyện gì đã xảy ra ở ngay tại Jamestown, Virginia? Thì một số những cử tri của Virginia họ đã la lớn phản đối Tổng thống Donald Trump tại cái lễ kỷ niệm 400 năm về nền dân chủ của nước Mỹ. Thì một nhà lập pháp ngay tại Virginia, thưa quý vị, đã ngắt ngang cái bài diễn văn của Tổng thống Donald Trump trong cái ngày lễ này. Và nhà lập pháp này đã ra lớn tiếng và nói rằng: "Thưa ông Tổng thống, ông không thể nào đuổi chúng tôi về quê, Virginia là nhà của chúng tôi", rồi cầm biểu ngữ phản đối những cái vấn đề mà những gì mà Tổng thống Donald Trump đã lên tiếng trước đây. Thì sau khi mà nhà lập pháp này có cái tên là Ibrahim Samira, thưa quý vị,
đứng trực tiếp bên dưới Tổng thống Donald Trump rồi la lớn chống đối Tổng thống Donald Trump, thì bên cạnh đó cũng có nhiều những cử tri mà ủng hộ Tổng thống Donald Trump. Họ cũng hô vang lên, họ cho rằng Trump, Trump, Trump và USA. Và sau đó thì ông Ibrahim Samiwa này cũng đã bị cảnh sát dẫn ra ngoài. Nhưng mà bên cạnh đó cũng có những cái chuyện vui bên lề mà Lê Ngọc gửi đến cho quý vị. Thì khi mà Tổng thống Donald Trump có cái bài phát biểu tại Jamestown của tiểu bang Virginia, thì trong cái video, cái YouTube đó quý vị sẽ thấy khi mà Tổng thống bắt đầu cái bài phát biểu của ông, thì có một cái vật thể lạ xuất hiện ngay trên tóc và trán của Tổng thống Donald Trump. Thì nhiều người nhìn cái này đã cho rằng đây là một con ruồi hoặc là một con bọ. Và rất nhiều người họ đã dùng trang mạng xã hội Twitter nhanh chóng chia sẻ cái đoạn video này, quý vị lên đi, quý vị sẽ thấy ghi lại cái khoảnh khắc mà Tổng thống Donald Trump bị con ruồi hay con bọ gì đó đậu trên trán, và họ đưa ra rất nhiều những lời bình luận. Có người thì bình luận là xem Tổng thống Trump phát biểu tại Virginia có một con ruồi trên đầu ông bò qua tóc của Tổng thống và ông ấy đã bị con ruồi quấy rầy. Nhưng mà trả lời lại thì có những người khác họ lại nói đùa, Tổng thống Donald Trump có một con bọ trên tóc. Người Nga đã có thể đã cài cái con bọ này vào tóc của Tổng thống Donald Trump. Luật sư Duy nghĩ như thế nào về cái bản tin mà Lê Ngọc vừa mới gửi đến cho quý vị thính giả biết ạ? Cho thấy rằng là yes, Tổng thống vẫn có một cái core, một cái base của Tổng thống đó. Tức là đương nhiên rồi, cái đó được tổ chức ra là cho Tổng thống nói mà, cho nên cái ban tổ chức phải là đưa những cái người ủng hộ Tổng thống rồi. Thì ngày xưa những cái rally như vậy đó, những cái người mà chống Donald Trump họ không có dám lên tiếng, bởi vì họ sợ bị bully, họ sợ bị đắng, cái chuyện nó đã xảy ra rồi. Bây giờ hình như người ta vượt qua cái nỗi sợ hãi đó, thành ra người ta không care nữa, người ta đứng chung quanh một cái rừng người cuồng Trump đi nữa, thì vẫn người ta vẫn la lên, người ta phản đối Tổng thống. Thì mình thấy cái sức phản đối bây giờ nó càng lúc nó càng rõ hơn. Rồi cái lần nói chuyện mới cách đây có vài ngày thôi, đưa cái quốc huy, mà cái huy hiệu của quốc gia mà thay đổi cả một cái chuyện đó. Mình nói rằng là cái lỗi mà gọi là do cái anh chàng này là anh làm cái mistake đó thì không ai tin cả. Thì những cứ mỗi một cái nhỏ như vậy đó, nó nói là ngay cả cái nơi mà tổng thống người là toàn là những người ủng hộ tổng thống thôi đó, thì một cái chuyện gì mà nó nhỏ là người ta cũng đưa lên đó. Dĩ nhiên đó là cái lối phản kháng của dân chúng, mà dân chúng họ phản kháng thì cái gì họ cũng làm cái trò cười, là đưa ra thành cái trò cười được hết đó. Thì cái con ruồi con bọ mà vừa nó đưa lên YouTube đó, thì là mà người ta thấy được là bắt đầu người ta tán rộng ra. Nó cho thấy rằng là mỗi một lần tổng thống nói chuyện đó, thì cái nhóm mà cuồng tổng thống đó họ thêm cuồng nhiệt. Yes, có thể họ thêm cuồng nhiệt, nhưng con số đó nó có đông hơn hay không thì hoàn toàn nó không có đông hơn. Còn cái số mà đùa tổng thống, chọc quê tổng thống đó, nó càng lúc nó càng đông. Mà những cái nỗi cái chuyện mà đổi cái quốc huy, cái huy hiệu của nước Mỹ, ai làm cái chuyện đó? Cái người mà sáng tác ra cái huy hiệu đó, đó là một người trước kia ông là Đảng Cộng Hòa, mà ông nói ông chán Trump đến mức độ là ông bỏ Đảng Cộng Hòa rồi, bây giờ ông làm cái đó. Rồi cái người mà đưa cái hình ảnh mà ông đó ông làm lên vào cái lúc mà Trump nói chuyện, thì ông đó lại là trong cái ban làm việc để mà chuẩn bị cho tổng thống, thì chắc chắn phải cũng là một cái người Cộng Hòa rồi, cũng được tin cậy mới giao vào cái việc đó. Vậy mà ông đưa cái hình ảnh của ông này lên rồi ông nói cái đó là cái mistake, thì cái ông mà làm ra cái ông mà tác giả của cái huy hiệu mà đùa đó, huy hiệu giả chơi đó, ông nói là một là cái ông kia đó là cái ông mà đang điều hành về video mà đưa cái hình vô đó, một là ông kia nghĩa là cực ngu, tức là làm một cái mistake mà vô cùng ngu ngốc đó, một là ông kia là ngu tột cùng, hai là ông kia khôn tột cùng, mà tức là chơi khôn tột cùng lên luôn. Thì ông kia ông nói là chỉ có hai cái đó thôi, mà dù ngu hay dù khôn vậy đó, thì cái ông tác giả ông nói cái nào tôi cũng thích hết trơn. Thì mình hiểu rằng là cái số người mà bây giờ nhìn ra cái cà chớn, cái nhà quê,
cái kỳ thị tất cả những cái đố mặt của Donald Trump đó, số người đó càng ngày càng đông, nó đông đến mức độ mà mỗi lần mà tôi nhiều khi bây giờ người ta vẫn tiếp tục, người ta gửi thì tôi cũng đọc đọc để mà hề cho vui đó, nghe những cái câu rất là thống thiết, chẳng hạn không cuồng Trump thì tôi biết cuồng ai, mình nghe khóc vậy mình tội nghiệp quá. Tôi nói là tôi phải nhờ cái nhà sản xuất nào đó chế ra một cái nấm vú trẻ em mà có nhãn hiệu là Donald Trump đó, mỗi lần ông nào khóc mình cứ giọng mẹ nó một cái nấm vú như vậy đặng nín cho rồi đi. Không cuồng Trump tôi mới biết cuồng ai, nghe rất là công nhận tội nghiệp thiệt, chứ không phải là không tội nghiệp đâu. Trở lại với đây không? Vâng, thưa với luật sư Duyên, qua những cái sự kiện này đi thì chắc chắn chúng ta phải nói đến những gì trong buổi tối ngày hôm qua và sẽ tiếp tục tối ngày hôm nay trong cái vòng tranh luận trực tiếp vòng 2, thưa quý vị, tại Detroit, Michigan. Thì ngày hôm qua, nếu mà quý vị theo dõi thì quý vị đã thấy 10 ứng cử viên của bên phía đảng Dân Chủ, họ đã tham gia buổi tranh luận lần thứ 2, thưa quý vị, trước cuộc bầu cử sơ bộ, để nhằm xem coi ai sẽ là nhân vật mà được đại diện cho đảng Dân Chủ tham dự cái cuộc đua vào tòa bạch ốc năm 2020. Thì Lê Ngọc nghĩ là có lẽ là sẽ bắt đầu từ từ nó sẽ càng ngày càng nóng bỏng lên, thưa với lại luật sư Duyên. Thì trong ngày hôm qua, những cái nhận định người ta cho rằng là bà Elizabeth Warren và ông Bernie Sanders là hai người ứng cử viên mà được để ý nhiều nhất, và hai nhân vật này đã đưa ra những cái chính sách của họ và những cái lời hứa hẹn về một cái chương trình chăm sóc sức khỏe toàn quốc là Medicare for All do chính phủ liên bang điều hành, và cũng cam kết sẽ đưa ra những chương trình, những hành động mạnh mẽ nhắm vào những cái lợi ích cho những doanh nghiệp lớn, từ Wall Street cho tới những công ty dược phẩm lớn, để mà có thể sửa chữa những cái sự việc mà hiện nay đang có trong cái nền kinh tế của nước Mỹ. Thì thưa với luật sư Duyên, với tất cả những cái gì mà họ trình bày trong ngày hôm qua cùng với lại 8 ứng cử viên khác, luật sư Duyên theo dõi thì có cái điểm nào mà nổi bật mà luật sư Duyên có thể tường trình đến cho quý vị thính giả, thưa luật sư Duyên? Thực sự là với cả 10 người trên sân khấu như vậy rồi nói qua nói lại thì mình xem một hồi đó, mình cũng bị nó gọi là hơi chán đó, tức là những cái đối thoại qua lại nó cũng tương tự, nó cũng giống nhau, nhất là cái đề tài mà healthcare đó, là cái đề tài mà bảo hiểm sức khỏe đó, thì mỗi một người có một cái ý. Thành ra nói chung thì healthcare chắc sẽ là một cái vấn đề lớn ở trong cái năm 2020 này, nhất là trong cái bối cảnh mà Obamacare đang bị rút ruột từ từ đó, thì có cái gì để mà thay thế, thì cái mà Medicare for all đó, mọi người đều có y bảo hiểm y tế đó, chắc là một cái đề tài lớn. Nhưng mà nó chỉ có một, về cái cá tính của mỗi người đó thì yes, bà Elizabeth Warren bà phải công nhận là bà rất là sắc bén. Khi mà bà nói lên cái chương trình Medicare for All đó thì ông John Delaney ông nói rằng là ôm chúng ta làm như vậy thì nó thế này, nó không được, nó cái tức là nói những cái khó khăn khi mà làm điều đó, mà thì cái câu trả lời của bà Elizabeth Warren mới là cái câu ăn tiền đó. Bà nói rằng là tôi không biết tại sao mà người ta nhào vô tranh cử để mà chấp nhận tất cả mấy cái phiền toái trong cái vụ tranh cử này, để rồi nói lên những điều mà chúng ta không nên làm và chúng ta không thể làm được. Thì cái câu đó nó sở dĩ mà nó sắc bén là chúng ta biết rồi, mình đi ra ứng cử ngay chức vụ nào cũng vậy, cũng đã là phải là cam go rồi, chức vụ tổng thống nó còn cam go gấp trăm lần nữa. Vậy mà bà nói rằng là đã ra tranh cử rồi mà cứ nói toàn là những chuyện mà chúng ta không thể làm với chúng ta không nên làm, thì ra tranh cử để mà làm gì? Ngồi cái câu đó xong đó là ông John Delaney bây giờ trong cái WikiLeaks của ông đó, xin lỗi, trong cái Wikipedia của ông đó, mà nó nói về ông đó, nó họ có đang đã thêm cái câu đó rồi, nó nói rằng là ông John Delaney gần như là bị bà Warren bà đè bẹp ở trong cái debate đó. Thì chúng ta hiểu rằng là cái chuyện mà gọi là tranh biện đó, nó có cái sắc bén riêng. Tối hôm qua thì như Lê Ngọc vừa trình bày đó, thì cái sắc bén nó đã hiện rõ ra cho hai người, đó là bà Elizabeth Warren và ông Bernie Sanders. Buttigieg thì
ông có những cái nét sắc bén của ông, nhưng mà nghĩa là mình gọi là nạt lửa đó, để mà người ta lưu ý đó, thì cũng không có thấy được trong tối hôm qua. Mình xem coi những cái lần đi bếp tới như thế nào. Nhưng mà chúng ta phải hiểu một điều là cái người dân bình thường, đôi khi đa số những cái người mà bỏ phiếu đó, họ không có để ý nhiều về là người ta nói gì đâu. Nhưng mà hễ một cái hình ảnh nào đó mà chẳng hạn như là mà người ta lưu ý đó, thì nhiều khi lại 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 được người ta dồn phiếu, hoặc là để người ta ủng hộ, mà thì cái thăm dò cái poll nó lên cao. Mình cứ nhìn lại cái cuộc mà sơ bộ của năm 2016, lúc mà Donald Trump đấu với lại 15 người kia đó, thì cái vòng vòng đầu đó, mỗi một lần Trump nói ra là ai cũng cười, ai cũng gọi là chê hết trơn á. Rồi nó đi ra tranh cử mà nói với nhau, giờ gọi người ta tên này tên nọ, ai cũng ghét hết á. Mình ghét thì mình cứ ghét, nhưng mà bởi vì cái người mà da trắng mà họ chỉ nhớ là Donald Trump chửi nát những cái người Mỹ hết, rồi nói là Make America Great Again, trong cái hàm ý đó là nước Mỹ này sẽ là nước Mỹ của người da trắng trở lại như ngày xưa đó. Người ta chỉ cần biết điều đó thôi, thì bất kỳ một cái điều gì Trump nói hay là mọi người nói, người ta cũng không nghe. Cái thăm dò càng lúc càng cao, và cuối cùng Trump loại tất cả mọi người khác cũng chỉ vì cái lý do mà rất là cà chớn của mình đó. Thành ra debate nghe thì nghe như vậy, nhưng mà cái kết quả đôi khi nó lại không có giống như là cái mà mình quan sát trong cái lúc mà họ tranh biện với nhau. Trở lại với đây không? Vâng, thưa với luật sư Duyên, khi mà nói đến những cái cuộc tranh biện này đó thì chúng ta biết là tối nay là sẽ có một cái cuộc tranh luận thứ hai của 10 ứng cử viên trở lại, và người mà người ta đang để ý tới đó chính là ông Joe Biden, cựu phó tổng thống của nước Mỹ. Thì trước tiên một cái sự kiện là ông Joe Biden đã lên tiếng rồi, lần này ông sẽ không có lịch sự nữa, thì chúng ta sẽ theo dõi tối nay xem cái không lịch sự của ông Joe Biden sẽ như thế nào. Nhưng mà thưa với luật sư, ở ngay tại tiểu bang California đã có một cái tin đưa ra rằng California sẽ chặn, không cho những ứng cử viên tổng thống được đưa tên vào cuộc bầu cử sơ bộ nếu những ứng cử viên này không công bố hồ sơ thuế của họ. Thì cái điều này đã nói lên một sự kiện gì, một cái thông điệp gì của tiểu bang California khi mà chưa chi đã nói cái bản tin như vậy, không đưa hồ sơ thuế thì không được bỏ vào là ứng cử viên trong của cái vấn đề mà bầu cử cho năm 2020, thưa luật sư Duyên. Nhớ là trong một cái chương trình nào đó anh Dương với Lệ Ngọc cũng có chia sẻ một lần về cái vấn đề này rồi. Tức là chúng ta biết là trên cái lá phiếu đó, thì mình muốn cho dễ, nếu mà người ta bầu cho mình đó, thì phải có tên của mình trên đó. Thì bây giờ California họ mới đưa ra, họ nói rằng là nếu mà muốn có tên trên cái lá phiếu của California thì phải công khai cái hồ sơ thuế. Thì dĩ nhiên cái đó là đã thông qua rồi, và chuẩn bị là không không biết là ông thống đốc đã ký hay chưa, nhưng mà nếu mà ông đã ký thành luật á, thì chắc chắn cái đó bị challenge, mà chắc chắn cái luật đó của California sẽ thua. Là tại vì nếu mà chúng ta nói cái gì thì chúng ta nói, nhưng mà nếu mà chúng ta nói rằng là phải đòi thêm cái điều kiện này, đòi thêm cái điều kiện nọ, là chúng ta đã vi phạm tới những cái requirements của liên bang. Mà nếu mà chúng ta đã mình là tiểu bang mà mình sửa cái luật mà nó ảnh hưởng tới cái cuộc bầu cử của liên bang đó, thì về mặt hiến pháp mà nói, tiểu bang không được quyền sửa những cái điều kiện, những cái quy luật của liên bang, gần nhất là trong cái vấn đề mà quy luật về bầu cử nữa. Mà thành ra bên quốc hội California và ông thống đốc California muốn gì thì muốn, nhưng mà tôi tin rằng tới chừng mà challenge ở tòa đó, nếu mà chính ông tổng thẩm phán chính ông chính vị thẩm phán tối cao mà ngồi mà chỉ nhìn theo luật mà nói đó, chắc có lẽ là luật đó sẽ không có áp dụng được. Cho nên nếu mà mình đặt cái vấn đề nó khác đi, nó đừng có gắn liền cái đó vào trong cái lá phiếu, đừng phiếu bầu đó, thì hoặc mai được. Nhưng mà chẳng hạn như là bên New York đó, họ không có nói gì tới cái chuyện bầu cử đó. Họ nói rằng là bây giờ là cái ai mà có làm ăn ở bên 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 New York, là cái mà hãy mà quốc hội đòi đó, là cái họ có quyền họ đưa cái bản thuế cho quốc hội. Nói như vậy thì
thì cái luật đó nó có thể là nó đúng, là tại vì tiểu bang có quyền ra luật của mình, mà miễn đừng có đụng tới liên bang thôi. Đằng này đụng tới cái cuộc bầu cử liên bang, tôi tin rằng cái luật của California nếu mà bị tranh chấp ở tòa sẽ không thắng được. Trở lại với Lê Ngọc. Dạ vâng, cái bản tin này đưa ra đó thưa quý vị, vì ông thống đốc của California, ông Gavin Newsom, ông ký đã ban hành cái đạo luật có cái tên là SB 27 trong ngày hôm qua thứ ba 30 tháng 7. Và trong cái đạo luật này đòi hỏi những ứng cử viên tổng thống hay là chính thống đốc của tiểu bang phải công bố hồ sơ thuế trong 5 năm trước mới được coi là hợp lệ để tham dự bầu cử sơ bộ. Cái này là bản tin từ New York Times đưa ra. Thì thưa với luật sư Duyên, nếu mà không bị tòa án ngăn chặn, nhưng mà cái dự đoán là luật sư vừa mới nói là sẽ có thể không thành, thì luật này sẽ có hiệu lực vào thời điểm mà có cuộc bầu cử sơ bộ ở tại tiểu bang California vào tháng 3 của năm 2020. Và bên cạnh đó thì cái điều này cũng cho thấy là California họ thật sự họ muốn lên tiếng để họ xem coi là thật sự Tổng thống Donald Trump ông có đưa ra những dự kiện về thuế của ông hay không. Mà qua những cái tin tức chúng tôi gửi đến cho quý vị thường ngày thì quý vị thấy đây cũng là một cái sự kiện mà bên Hạ viện họ cũng đang đòi hỏi một cái bước tiến để họ điều tra thêm trong cái vấn đề là có tiến hành cái luận tội Tổng thống Donald Trump hay không. Và thưa với luật sư Duyên, trong những cái giây phút cuối này có một cái tin từ đài NBC mà Lê Ngọc thấy nó cũng ghê rợn, mình không hiểu tại sao lại như vậy. Thì cơ quan FBI họ vừa mới cho biết là họ đã tìm thấy được những cái tay chân bị cắt rời mà được khâu lại với nhau, mà họ nói giống như là Frankenstein, ngay tại một trung tâm hiến tặng về bộ phận cơ thể. Thì đây là từ một cụ đặc vụ ở tại Phoenix của FBI đã lên tiếng là khi mà ông ta đột kích vào trung tâm này đó, thì ông đã thấy, ông đã quan sát được những cái cảnh mà rất là lo ngại. Thì đây là một cái công ty hiến tặng những cái phần cơ thể ở tại Arizona. Thì họ đã tìm thấy những cái cảnh tượng khủng khiếp này, trong đó bao gồm cả những cái tử thi, những hài cốt từ những cơ thể khác nhau đã được khâu lại theo cái cách Frankenstein. Và những cái sự việc này họ nói cái hình ảnh rất là ghê rợn. Như vậy thì luật sư Duyên nghĩ như thế nào khi mà cơ quan FBI họ tìm thấy, thì sự kiện này nó sẽ như thế nào, rồi những cái vấn đề về pháp lý nó sẽ ảnh hưởng như thế nào thưa luật sư Duyên? Khi mà chúng ta trên cái không biết là chắc là tiểu bang nào cũng giống nhau. California thì là như thế này, không biết Virginia ra sao. Tức là khi mà chúng ta xin cái driver's license á, thì nó có mặt là mình có muốn hiến cái nội tạng của mình, nếu mà giả sử mình bị tai nạn hay gì mình chết đó mà nội tạng còn tốt, mình có muốn hiến hay không, thì mình phải mặc ở trên cái driver license đó. Thành ra có nhiều người khi mà vừa bị tai nạn mất hay là bị mất ở nhà thương do thí dụ như cái não mình bị chết mà, nhưng mà các cái phần thân thể khác vẫn còn tốt đó, thì vì mình nói là mình hiến tạng có nghĩa là mình cho tất cả bộ phận khác đó, thì nó đưa qua cái trung tâm này. Thì trung tâm này thì bây giờ đóng cửa rồi, cái trung tâm này ở bên Arizona đó. Thì bây giờ người ta mà thực sự cuộc điều tra này cũng nhiều năm rồi, bây giờ nó mới công bố thôi, chứ còn cuộc điều tra này cũng kinh hoàng lắm. Thì nói rằng là cái xác người đó thì họ cưa ra, rồi tức là họ lấy cái phần nào cần thiết, mà họ lấy những cái phần cần thiết đó để mà họ một cứu người cũng có, mà họ lấy họ bán cũng có nữa. Rồi cái thân xác của người ta họ không có, tức là người ta hiến cái thân xác nhưng mà gia đình vẫn expect là cái thi thể của mình cũng được tôn trọng. Đằng này nói là họ cưa ngay cả những cái bộ phận riêng của người đàn ông, họ cưa họ vất đó, rồi tay chân đồng, nghĩa là dục khắp nơi. Rồi cái tới chừng ráp lại đó thì ráp lại theo cái kiểu Frankenstein, giống như ác quỷ mà Lê Ngọc nói đó. Rồi có những cái phần nào mà dư đó thì nằm họ bỏ trong mấy cái thùng đó, những phần dư trong đó có tay chân, có bộ phận sinh dục rồi tùm lum hết đó. Thì cái đó là những cái kinh hoàng như vậy. Cho nên bây giờ gia đình của những cái người mà hiến tạng đó họ mới kiện cái công ty đó, thì công ty đó dĩ nhiên là đóng cửa rồi, nhưng mà vẫn đang bị kiện, là cái bị kiện cái đó là cho cái tội nó gọi là desecration of cái corpse, tức là xúc phạm, nhục mạ cái thi thể của người chết đó. Thì thực sự ra cái vấn đề mà xúc phạm thi thể người chết
là ở nhiều tiểu bang lắm, nhưng mà ở California đó, cái đó chẳng những là bị tội dân sự mà cũng có bị tội hình sự nữa. Thì nhiều người hỏi tôi là cái chuyện mà làm sao mà biết được là chẳng hạn như người ta mình nhiều khi mình làm những cái điều gì đó, hoặc là mình tẩn liệm đi nữa, mà mình nếu mà cần thiết đó thì mình cũng nhiều khi bẻ tay bẻ chân vậy, thì chẳng chẳng hạn là như vậy rồi cũng bị phạm tội hình sự hay không. Thì mượn cái tin của Lệ Ngọc đó để mà nói rằng là không, luật 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 pháp nó rõ lắm. Thứ nhất là mình phải có một cái act, một cái hành động, rồi mình phải có một cái intent, tức là một cái ý đồ, là ý đồ xúc phạm cái thi thể đó, thì phải có cái hành động và phải có cái ý định mà làm những cái điều đó đó, thì mình mới bị cái tội hình sự. Thì thường thường tôi cũng nói đùa với lại nhiều người nói chuyện với nhau, mà tôi nói là thật sự ra đó, cái vấn đề liệm là liệm liệm một người chết, mà nhất là cứng ngắc rồi, mà trong những cái trường hợp mà hiến tạng như vậy đó, coi vậy chứ nó không có dễ, nó khó lắm. Thành ra tôi đùa, tôi nói là hồi còn trẻ đó thì mình muốn diễm lệ mà, nhưng mà già rồi đó thì chỉ cần dễ liệm là vui rồi đó. Thành ra ok, bây giờ mình nói thí dụ cái những cái người này sau khi họ lấy cái nội tạng mà họ vẫn tôn trọng cái thân xác, rồi họ dĩ nhiên họ cũng may lại, mà họ may một cách nó khéo, chứ đừng có làm theo cái kiểu mà ác quỷ Frankenstein vậy. Và nhất là bộ phận dư của người ta đừng có quăng ở trên mấy cái thùng vậy đó, thì chắc có lẽ không sao. Đằng này vì nghĩa là người ta không có dễ liệm mà mình làm ẩu đó, thì mình sẽ bị cái tội đó. Mà khi mà mình xúc phạm tới cái thi thể người chết đó, thì tôi không biết bên luật Arizona là sao, nhưng mà ở California nó cũng là một cái tội tiểu hình, nó cũng là một cái tội misdemeanor. Mà còn về về vấn đề lỗi dân sự đó, thì gia đình có quyền kiện cái công ty này và nói rằng là thân nhân chúng tôi cho những cái miễn là những cái tạng như vậy, mà nhưng mà phải tôn trọng cái thân xác của gia đình chúng tôi, làm như vậy có nghĩa là xúc phạm tới cái tình cảm, cái tâm tư, cái sự kính trọng, thì họ kiện, họ đòi tiền cũng có. Nhưng mà đang nói cái chuyện mà diễm lệ với dễ liệm, nó tự nhiên nó dẫn tới cái chuyện mà hồi cái chuyện này là chuyện lịch sử, mà lịch sử thực của Đảng Cộng sản họ đưa ra, chứ không phải là cái bà Nguyễn Thị Năm là cái bà đó, bà có công đầu trong cái việc mà giúp đỡ tiền bạc tài chính lúc mà Hồ Chí Minh còn nghèo đó. Tức là cả cái Đảng Cộng sản từ Hồ Chí Minh, Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp đều có ở nhà bả, đều có hưởng được cái bổng lộc của bả hết. Bả cho tiền kháng chiến. Như vậy mà tới khi mà kháng chiến thành công, thì bà Nguyễn Thị Năm là người phụ nữ đầu tiên mà bị xử bắn về cái vụ mà cải cách ruộng đất để mà cướp tài sản của người ta. Mà trong cái lúc mà bà Nguyễn Thị Năm bị bắn đó, thì có hai người, đó là Hồ Chí Minh và Trường Chinh, họ giả, họ hóa trang, họ đeo râu gì đó để cho người ta không nhìn ra, và họ nhìn, họ quan sát cái cuộc mà giết người đó. Mà khi bà Nguyễn Thị Năm nó tội là đã như thế rồi mà tới chừng chết đó, cái người mà đảng viên cao cấp mà kể lại đó, họ nói là không có mua một cái hòm cho bả, là một cái người phụ nữ nhỏ thó mà không mua được một cái hòm cho vừa cho bả nữa, đàng hoàng nữa. Họ lấy 4 miếng cây họ đóng lại, tới chừng mà bỏ cái xương của bà vào bỏ cái xác của bà vào đó, thì bỏ không vừa, thì một tên bộ đội đã nhảy lên đã dậm, mà đến người người nghe kể lại nói là mà nghe cái tiếng xương răng rắc như vậy đó, thì mình mới hiểu là cái bất nhân, cái vô nhân của cái lũ cộng sản nó tới mức độ nào. Thì đó đó là vì vì mình gọi là khó liệm, mà đã xem cái thân xác của người ta như thế, thì nếu mà lại nói gì vừa cái hành động mà vừa cái ý định, cái intent đó, thì cái lũ này là cái lũ chắc chắn là phạm tội hình sự rồi. Thì nói cái chuyện lâu lâu mà nghe những cái tin kỳ dị đó thì lại nhớ lại cái chuyện cũ, lại càng bực mình, thì cũng chia sẻ với lại quý thính giả để mà nhớ lại một cái đoạn lịch sử đen tối của chúng ta thôi. Trở lại với Lê Ngọc. Dạ vâng, cảm ơn quý vị đã theo dõi những bản tin anh em chúng tôi gửi đến cho quý vị ngày hôm nay. Một ngày thật là hạnh phúc sẽ đến với tất cả quý vị. Xin kính chào và kính chào luật sư Duy. Xin tạm biệt.